trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Sau này máy nặng thế nhở? Suốt ngày phải làm cái việc đâu đâu mà không hiểu lão Đức đã trốn đi đâu nhỉ? Bật cái máy cho nó chạy như nào đây. Ố, tiếng gì ấy nhỉ? Ui, sao anh ở đấy? Anh biết. Ôi, anh vừa nghiên cứu hoạt động của máy sấy em ạ. Ôi trời ơi. Vâng, xin chào quý vị và con. Vừa rồi là một đoạn trích đoạn hài thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng chiếc máy sấy nông sản của chúng tôi có khả năng chứa được rất nhiều đồ trong đó. Thể tích của bên trong này có thể lên đến gần 900 lít. Và như quý vị vừa rồi xem, một người ngồi trong này hoàn toàn bình thường. Đặc biệt bên trong này hệ thống lót cực kỳ chắc chắn, nên một người trọng lượng như tôi đây khoảng tầm gần 70 cân không thành vấn đề. Ngoài ra đây là một chiếc máy sấy nhiệt của công ty chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều trong clip khác. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lại một chút về chiếc máy sấy này. Máy sấy này quý vị sẽ có 10 khay ở bên trong. Khay sàng bằng inox thì chúng ta có thể chứa được một mẻ sấy rơi vào khoảng tầm 100 cân. Mỗi khay khoảng tầm chục cân. Ngoài ra đây là máy sấy nhiệt với hệ thống nhiệt từ trên. Khi mà đưa xuống thì nó sẽ có những cái quạt thổi để đối lưu khí tuần hoàn vòng quanh cái máy sấy này, đảm bảo rằng là nhiệt lượng được phân bổ đồng đều. Và trên nóc của máy sẽ có một hệ thống cửa trời để thoát không khí. Tức là khi không khí nóng đi qua các thành phẩm, nguyên liệu thì nó sẽ lấy theo một lượng hơi nước nhất định và nó sẽ bốc lên phía trên. Và rồi thì một lượng nhất định sẽ được hút ngược trở lại để tuần hoàn, có một lượng sẽ thoát ra ngoài và kèm theo cả hơi nước. Chính vì thế mà nó có khả năng làm khô được các nguyên liệu bên trong máy. Và quý vị biết máy sấy này được thiết kế theo nguyên lý như quý vị phơi nắng nguyên liệu như nào thì nó sẽ như vậy. Nhưng có điều chúng ta sẽ kiểm soát được vấn đề về nhiệt độ cũng như về điều kiện sấy của nó. Để kiểm soát được việc này thì chúng ta có thể điều khiển qua bộ bảng điều khiển thông minh. Thì trên bảng điều khiển thông minh này thì sẽ có đồng hồ nhiệt, đồng hồ thời gian, đồng hồ báo vôn kế và có hai hệ thống sấy ở đây, sấy chính và sấy phụ. Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng chúng ta có thể sấy được sử dụng cả 4 hộp nhiệt, tức là sấy chính sẽ có 2 hộp nhiệt và sấy phụ sẽ có 2 hộp nhiệt. Nhiều khi chúng ta không cần nhất thiết chúng ta phải chạy full tải, chúng ta chỉ cần chạy một nửa thôi bằng cách chúng ta chọn một trong hai nút này để chúng ta chạy, hoặc là chúng ta chạy cả đôi. Thì cái này nó sẽ giúp quý vị linh hoạt trong quá trình sử dụng. Còn quý vị có thể lưu ý rằng ở trên đồng hồ nhiệt thì quý vị có thể thấy sẽ có hai con số. Một là ở trên bảng điều khiển phía trên là nhiệt độ thực tế ở bên trong buồng làm việc. Còn đồng hồ bên dưới là đồng hồ chúng ta set. Ví dụ như ở đây chúng ta đang set là 60 độ thì khi đồng hồ nhiệt này nó lên được 60 độ, hệ thống cấp nhiệt cho máy sấy sẽ dừng lại và sẽ không cấp nhiệt nữa. Còn đây là bảng thời gian. Thì thời gian ở đây chúng ta có thể đặt tối đa là 30 giờ. Thì ở đây sẽ có một câu hỏi là tiêu tốn hết bao nhiêu điện. Thì tiêu tốn điện phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào của quý vị. Nếu nguyên liệu đầu vào của quý vị nhiều nước hoặc là cái nguyên liệu đó nó khó bốc hơi thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và đương nhiên chúng ta sẽ tốn nhiều điện hơn và ngược lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cách hoạt động của chiếc máy này như nào. Đó chính là các cái gió nó sẽ lưu thông như nào nhé.
ở các khe chúng ta sẽ thấy rằng gió sẽ được thổi từ trên xuống và nó sẽ thoát ra những cái lỗ nhỏ nhỏ này. Đây quý vị có thể nhìn thấy đấy, nó có thể đấy, từng tầng một nó sẽ thoát ra. Trên đỉnh của tủ sẽ có hai quạt được thiết kế để hút nguyên liệu, hút luồng không khí lên. Đây quý vị có thể xem hệ thống được hút lên. Đây là sau khi hút cái luồng khí nóng lên, nó sẽ tuần hoàn ngược trở lại xuống phía dưới. Và quý vị có thể nhìn thấy ở đây, đây là một cửa trời. Cửa trời ở đây để thoát các cái không khí nóng mà đã có hơi ẩm đi ra ngoài. Cảm ơn quý vị đã xem clip đến giây phút này. Đây thực sự là một clip cũng tương đối là dài. Và qua clip này, chúng tôi muốn giới thiệu quý vị một dòng sản phẩm tủ sấy đa năng của công ty chúng tôi, với trọng lượng lên đến hơn 200 cân và có khả năng chứa đến 900 lít, có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu đòi hỏi về sấy nông sản cũng như sấy thực phẩm là thịt. Thì nếu như quý vị còn bất cứ một thắc mắc nào, xin hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng tôi có thể trả lời ngay khi có thể. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.